Xin chào các em. Trong bài tạm sát ánh sáng hôm nay thì chúng ta sẽ giải một bài về lăng kính. Đề bài là một lăng kính trái tim có trục diện thẳng là tam giác ABC, góc trực quang là 60 độ, đặt trong không khí. Một chùm tia sáng đơn sắc hẹp màu lam thì song song với mặt AB theo phương vuông góc với tia ló đi là trên mặt AC, và tính chiết xuất của chất làm lăng kính đối với tia màu lam. Hai chùm tia màu lam bằng chùm tia sáng trắng gồm 5 màu đỏ, vàng, lục, lam, tím, thì các tia ló qua mặt AC gồm những màu nào? Vậy bây giờ chúng ta có hình vẽ nó như này này. Đây là một lăng kính. Góc trực quang A này là 60 độ này. Đây là A, B, C. Chúng ta vẽ chùm tia hẹp song song với nhau đi và vuông góc với cái lăng kính này. S I thì cái ló đi là trên mặt AC thì nó sẽ đi như này. Đó. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta có xin đi là bằng một trên n màu lam. Thì thay số vào là đây là sin 60 độ là bằng 1 trên chiết xuất màu lam. Cái đó suy ra chiết xuất màu lam này là ánh sáng màu lam là chúng ta lấy 1 chia cho sin 60 độ, bấm máy tính chúng ta lấy kết quả này. Chuyển máy tính về chế độ đồ lại nha, 3 shift 13. Rồi chúng ta nhập vào đây là 1 chia cho sin 60 rồi bằng 1,15. Mà chúng ta biết là lambda đỏ thì lớn hơn lambda vàng, rồi lớn hơn lambda lục, lớn hơn lambda lam và lớn hơn lambda tím. Thế đó suy ra là n n đỏ
thì bẻ nêu vàng đi lâm đao và chiết xuất lại để liên nghiệp với nhau nhé các em. Đó, nhỏ lục nhỏ xin lỗi ở đây việc nhầm nêu vàng chiết xuất với tia vàng, chiết xuất với tia lục này, nhọn chiết xuất của tia lam, nhọn chiết xuất của tia tím. Vậy nghịch đạo lại thì chúng ta sẽ có một trên n đỏ thì lớn hơn một trên n vàng, và lớn một trên n lục, lớn một trên n lam, và lớn một trên n tím, và nó bằng là sin. Xin y. Làm này là bằng xin y. Và lớn hơn một bên nợ tính. Do đó, theo số liệu chúng ta tính ra đây thì chỉ có điều kiện này có phản xạ tuần phần là gì? Là có thứ nhất là ánh sáng đi từ môi trường chiết xuất lớn sang nhỏ. Rồi, xuất nhỏ hơn. Điều kiện thứ hai đó là gốc tới y lớn hơn y giới hạn phản xạ tuần phần, và y sin y giới hạn đó thì tính theo công thức n 2 trên 1 tức là không khí trên N1 là lam. Do đó gốc giới hạn ở đây là chúng ta đã biết là 60 độ ha. Vậy từ đó tia tím là tia nó sẽ có đặc điểm là bị phản xạ tuần phần. Vậy tia tím nên là tia tím nó sẽ đập ngược lại trong môi trường lắng kín, nó không ra ngoài không khí được. Do đó đúng, không ra khỏi mắt AC nha, các mắt khác thì có thể chưa sẽ được chịu được, tức là đập dội phát xạ ở cái mặt AC, không ra ngoài môi trường không khí ở mặt AC. Còn có thể là nó đi xuống phía dưới, nó đi qua mặt PC cũng có thể. Vậy tia ló ra khỏi mặt AC gồm những màu là đỏ, vàng, lục, lam, trừ màu tím ra. Vậy tia đơn sắc tia có màu đỏ, vàng, lục, lam thì hút xa ra. Rồi. Xin chào tạm biệt các em.